Ok, xưa đây nó nói qua cũng xin mẹp cao vô trở lại một vinh bà chân video mới nít vì mẹn chỉ khai đại bê phật hay go mẹn chỉ ở bởi xế ngay kêu chỉ video để nhóm chùm mẹp bò mẹn chú nền nó nít tệ tôn chùm mùa nền cao quay dùm lại từ lửa home sweet home thú đà chỉ đi mẫu để bán tê oi ca lên ca pi video tôi chỉ khai muốn để nhóm bán bà chị hẹp mẹn nó chùm mùa nền khai đại bê phật xin mẹp video muốn bà xin chỉ tôn tôi xin hát bước xin hát bán xin mẹp video khai đại bê phật đại nhóm đã link nơi khẳng crom description nâng ấy chân nhóm bán bà chị tệ tôn chùm mùa nền ca tê xa là bóng đại kê ban đạn đi mâu cứ hôn suy thông thu nâng ấy đại chiếu hết game horror đại cổ bông từ lời bài như khăn hòa xì khăn này bao dưới hơi giờ biết ban thư bị bò mùi nơi khăn hòa bật tế cháy thì mẹp ở bị bò đại kê ban thư hiệp là nó cứ kê đạo youtuber của đồ chí nè đại quát tới lại nhắm thoát thư ca tế xa là bò chân sự mẹp đi mâu nó cứ bị hợp biết thời gian chẳng này biết lên vào hai chỉ xam sắp từ sai sắp một tí hơi giờ khăn nó cứ mấy mấy những ca bị phật mạnh nâng ấy kê nhâm tập tu ban bò miễn mỗi bị kháng hôn suy thông tại tôn chung mùi nâng ca ở quay dùm lại bị kháng trong ca nghĩa bỏ online station để qua bán thuê ca tê xa là bọn chung mùa nền game home sweet home chung phố đi mẫu play bên nâng chẳng khỏi bê đẹp qua bán thuê ca tê xa là bọn qua bán thuê ca quay dùm lại qua bán ở bà hạp chung mùa nền bọn mình khắp hẹo yếu tệ tuân chung mùa nền game xe từ lửa bọn mình lửa website bọn thay mũi hơi giờ nhóm bán cho được bọn phẹo chữ ong lý hơi nhóm bán quý mơ bê mà plét nhóm khơi nha vì bà hạ chỉ mình nữa bánh hẹo khắc tạm bất đưa nhưng mà bà chạy phẹo mẹn ổn thì chẳng thay game nâng vì cô đã chênh như khăn ông bẹ cả đá chúng mới dạ khỏi nick khỏi bây giờ bị po nó háo ấy cứ nó không khai vào mũi nhưng mà toàn khuyên chơi nhưng mà hay về thời gian trên này bê phật rồi chỉ khai prai bây hiện là o chỉ muốn chở thôi mỗi bài dương từ tam ca quay dầm lại bao kia để nhóm ban quý an mà true mà flat nó nhóm vô mà cắt cắt cho miệp chun này là ngon nhất cứ khơi ha cái ban vậy ha tại tên chưa mùi đường episode two vậy thôi mấy nhân ấy cứ viên nó bật cho nó không vẽ chỉ chọn vì mình thầm phân nắng vì mình vẽ mỗi tiết đã dương thui ca cho tới dương chụp cho mùi đường play ở tây mình thấy nhưng mà cho ban thật tá vậy để cái ban vậy nó cứ view tại tên chưa mùi đường thao vì ai nâng chỉ lẽ này online đi môi cổ chỉ lẽ này bài phì bài mà chứ chẳng cho tệ phụ ấy giờ xa thì bây giờ so thay với bọn mọi người ăn lễ nhưng hiện vừa bạn vô tích bình tay nhưng vô bán trốn cứ chẳng khơi nha cái bán vậy tiếp tha ở nơi có nông vẹt thêm hay những cư dương ở viên nâng miên plâu xinh xinh nha đại dương nâng thở thuê ca chơi rơi rầm bây như không ca lến thôi giờ dương nâng thở đó sẽ nhanh chừng nọt bánh hát đại bạc vạ chứ chọn tích mà đập bắn nữa này cái bán ở ca prai xin mẹp sound quality bảo việc cứ con hợp hiếp này sẽ lến cho một con hợp hiếp này hộp hiếp ở bên căn tờ realistic bán này thao việc đôi chuyện bật bật chừng môn trốn đại thuê ở dương chỉ nạ lến cứ mẹ rõm căn tờ ở slong cho mỗi nâng game nâng cứ cần phải xét tham tiền xem nó có nông cái chắp đám game nó cứ kê nó thưa ai tua ăn chim quạt nó hổ lang vĩnh hai giờ dưới nó thời lên nhân lên còn lại ngọc scan môi trắng nữa về để đa tư kê vậy bán ha đôi vi hạ bay đôi chim miếng mình được sẽ lấy mình được đã đôi chim bật lẫn tổ phong ở tam nhưng nó bị khăn khỏi thưa dưới này lên để thở phải tập hết cả sờ đòn sau anh rưỡi của thở speaker bay sờ đòn sau căn là rồm chưa rồm chua hai giờ mi rõm pru pru chỉ muốn chờ nó ta đập bay nhưng còn lại chắp miếng mình được còn là vi thưa dưới pru pru hai dưới khơi đôi để hổ phim nhưng mà hai nhà nó nếu chứng miền đôi chưa cả lại vót miền đôi chưa cả lại slom đại đôi tôi đang hưởng không ai chốn đại tôi đang chuẩn mỗi nhà chuyển sang này nó thì là xa mà hưởng không ai thấy khi bị chốn cái miền ở miền khi chốn cái thứ tệ tôi chuẩn mỗi lần vót cái đôi chỉ ở cái lại nhà slom ai mua để miền này can miền ấy chứ giờ miền đó tham mưa tôi bị can nơi chốn vụ ấy ghẻ nó cứ thơ má cứ tệ tôi chuẩn mỗi lần ở bay chuẩn mỗi bọc tay thay nhưng đang xé bay tha tá tha không ai để nói thay cái đôi chỉ không ai để nói không ai nhưng cứ bị giờ điện liền chốn chấm nón chấm màu chất bao nhiêu cứ hạ bài cái nít hai giờ mình lại rôn chăm sợ anh phụ ấy dướng bởi xin gì lên ghém cứ ở tại toàn trong mùa nên không ai rộp không ai giờ sơ không ai biết anh thầm đồ bay cáp chai bàn tay tại toàn trong mùa nên không ai hay không ai thay ni ba thị trấn cứ không ai gì để hai ta không gì như cứ càng là vừa dương đồng xưa đồng chúa sợ anh phụ ấy dương đang xẹp ấy còn là home sweet home vẹ muối cứ ở dương lăng thử khang mình tên còn hai cả đà phải biết sơ tại tiếng trở lại biết sơ chỉ lo mà này ai ban ha sơ bị rồi bàn tay dương cái lại mà mưa home sweet home vẻ pin như vinh cứ dương mưa ta tam hộp phía banner còn đôi chưa quậy trailer để biết ban mà tranh mau nó cứ thua dương can là pru pru chỉ muốn phủ ấy kê ban vậy ha ca bay dùm lại bọc kia nó cứ mưa thứ game nó
គុណភាពនៃសម្លេងរបស់វាគឺល្អជាងមុនច្រើនហើយយោជាពិសេសគឺគុណភាពរូបភាពរបស់វាគឺកាន់តែ realistic ច្រើនដែលវាដូចទៅនឹងពិតខាងក្រៅច្រើនដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែ slong ទៅកាន់ game នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនមានអារម្មណ៍ថាវាជក់ចិត្តខ្លាំងយោដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងហើយយោខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរងចាំរបស់អ្នកនរនេះប្រកបជាមិនខកបំណងទេអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឆាតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Home Sweet Home នោះឯងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងឆាតគាត់និយាយបានថាវានឹងនៅក្នុងពាក្យកដាត្រីមានឆ្នាំ2019អញ្ចឹងបានន័យថាវានឹងនៅក្នុងពាក្យកដាឆ្នាំហ្នឹងបើវាមិននៅខែ6 7ទេគឺ8យូរបំផុតគឺធ្វើអស់8ហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចយូរយូរនឹងបើសិនជាវាយូរយូរនឹងអាចនឹងមានការកែប្រែវាហ្វិចកែប្រែកំហុសឆ្គងក្រោយពេលដែលគេដាក់ demo ឲ្យតែហើយអ្នកដែលគាត់លេង demo គាត់មានការ feedback ទៅវិញថាកន្លែងនេះវាមានកំហុសមានអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីយើងទៅតាមក្រុមការងារដែលបានបញ្ជាក់មកគឺថាគេចង់ធ្វើ game ហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ឆាកល្អមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ប្រភេទ game horror ដែរហើយវាក៏ជា game មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គេមិនធំតែចង់ឲ្យវាយវានៅលើអាស៊ីហ្នឹងព្រោះអីការពី Home Sweet Home 1គឺមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងមិនថាសម្រាប់ Home Sweet Home 2គេនិយាយថាកំណត់របស់គេធ្វើចេញមកគឺមិនមែនថាប្រចង់វាយនៅក្នុងអាស៊ីទេគឺទូទាំងពិភពលោកហ្មងទាំងផ្នែកអឺរ៉ុបផ្នែកអាស៊ីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនឹងកាន់តែផ្លាច់ជាមុនច្រើនហើយអ្នកនរដូចបានឃើញរូបភាព banner ដែលខ្ញុំបានដាក់ slide ជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមើលទៅស្រាប់អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Home Sweet Home Episode 2 Demo ដែលខ្ញុំទៅលេងខ្លះខ្លះខ្ញុំកាត់មកពីការវាយតម្លៃក៏ដូចជាការវិភាគរបស់ខាងក្រុមការងារ online session ដែលបានធ្វើការ test សាកល្បងហ្នឹងណាបើសិនជាចង់មើលអត្ថបទបន្ថែមគឺអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រុមហ្នឹងបានប៉ុន្តែជាភាសាថៃខ្ញុំនឹងដាក់ search ឲ្យនៅខាងក្រុម description ហ្នឹងឯងហើយ anyway អ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនដល់អ្នកនេះគឺអត់មានច្រើនមានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានកំហុសឆ្គងមានអីគឺខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យផងបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតមានសំណូមពរមានអីអាចធ្វើការ comment នៅក្រុមហ្នឹងបានកុំភ្លេចជួយបញ្ចេញយោបល់អ្នកមួយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នៃ Home Sweet Home 2អ្នកទាំងនេះយល់យ៉ាងណាឬមកមានមតិរួមមានអីបាទអាច comment នៅក្រុមហ្នឹងបានខ្ញុំនឹងធ្វើការមើលហើយហមមើលព័ត៌មានជូនអ្នកទាំងអស់នៅពេលក្រោយទៀតសបាយបាយ